thưa quý vị, trong nỗ lực bảo tồn và phát triển nền văn hóa âm nhạc dân tộc tại hải ngoại, những đại hội âm nhạc truyền thống được tổ chức 2 năm một lần. Đại hội âm nhạc truyền thống lần thứ 4 được tổ chức tại Paris. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Khởi đi từ ý tưởng của giáo sư Kim Nguyên ở Canada, Đại hội âm nhạc truyền thống được tổ chức 2 năm một lần với 3 mục tiêu chính. Mục đích thứ nhất đó là tạo cái môi trường để chúng ta có thể học hỏi và trao đổi với nhau kiến thức cũng như kinh nghiệm. Mục đích thứ hai đó là để giữ gìn và truyền bá âm nhạc dân tộc của nước Việt Nam. Mục đích cuối cùng là chúng tôi muốn tạo cái mối tình thân, thắt chặt cái mối quan hệ giữa các đoàn văn nghệ dân tộc tham gia cái đại hội lần này. Đại hội lần thứ 4 được tổ chức tại Paris với khoảng 140 tham dự viên và hơn 80 giáo sư âm nhạc từ Việt Nam, Canada, Hoa Kỳ và Âu Châu tập hợp về. Đại hội kéo dài 3 ngày, 2 ngày đầu, các giáo sư và học viên cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các giáo sư trong việc giảng dạy. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hiện đại, âm nhạc cổ truyền dần dần bị đi vào lãng quên. Bảo tồn và phát triển nền âm nhạc của ông cha quả là một công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực và nhất là cần một sự đam mê. Một cái sự khó khăn nhất mà để giữ gìn văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, như chị Kim Thu nói, gấp 3, gấp 4 lần ở trong nước. Mà muốn gìn giữ văn hóa thì trước tiên bản thân của các giáo sư phải có một cái sự đam mê khủng khiếp. Mình mới truyền được cái đam mê của mình đến với học trò. Trong buổi hội thảo, các giáo sư cùng chia sẻ sự khó khăn cũng như những nỗ lực để lôi kéo học trò, ngay cả những thủ thuật thực tế nhất cũng được dùng đến. Thế cuối cùng là tụi tôi phải bằng cách, tức là dụ các em là bằng cách là như tôi chẳng hạn là kéo học sinh về nhà ở luôn. Kéo học sinh về nhà ở luôn, sẵn sàng cho nhiều phòng cứ ở, không mất tiền, không mất gì hết trơn. Mình phải tìm cách để mà mình học vừa chơi. Như cô Mai nói là phải chiều theo ý của học trò, là kéo dài cái thời gian học hơn là bình thường. Ví dụ thay vì phải học mỗi tuần một lần thì bây giờ phải hai tuần một lần, sau đó có thể một tháng gặp một lần. Bây giờ con mình dụ nó tôi lên Viber. Dạ. Dạy âm nhạc dân tộc không chỉ là để đào tạo nghệ sĩ mà còn để các em biết yêu văn hóa Việt qua âm nhạc và để không quên tiếng Việt. Tây tàu ta gì, cô không cần biết khi tới với Việt, với Phượng Ca một thời gian sau là lõm bõm nói tiếng Việt của mình. Cái đó là thành công của mình. Bằng mọi cách, với cái tâm huyết và với cái nhiệt tình, cố gắng làm cái công việc giữ gìn văn hóa, đặc biệt là âm nhạc truyền thống của mình. Những nỗ lực đó đã được đền bù xứng đáng. Trong đại hội, người ta thấy có cả những người ngoại quốc hoặc những em còn rất trẻ. Thì tại con muốn giữ nhạc âm của Việt Nam. Đặc biệt, cô Lan Anh đến từ Việt Nam tham dự đại hội lần đầu tiên. Lan Anh là một cô gái khiếm thị, học đàn tranh đã được 5 năm. Lan Anh chia sẻ lý do cô muốn học đàn tranh. Lúc đầu thì em cũng chỉ học để cho mình mở rộng tầm hiểu biết. Nhưng mà càng học thì em càng đam mê và càng yêu thích. Mình có thể đặt được tình cảm của mình vào trong cây đàn để cho mọi người biết được những suy nghĩ cũng như tâm tư của mình. Càng nhiều người học đàn tranh thì cái vẻ đẹp truyền thống Việt Nam mình sẽ càng được lưu giữ hơn. Hiện tại ở Việt Nam thì đang bị mai một bởi vì các bạn trẻ bây giờ rất là chuộng và luôn đi theo cái hướng của phương Tây, của châu Âu. Vì vậy em mong là qua cái đại hội này thì một phần nào đó có thể giúp được cho giới trẻ bây giờ hiểu được và bảo tồn được cái vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam mình. Với một người khiếm thị, sự khó khăn đó càng tăng gấp bội. Cái điều khó nhất là tụi em không thể nhìn thấy được nốt trên dây đàn, nhìn thấy được vị trí của dây đàn, nên để đánh đúng dây thì là một điều hơi khó. Cũng như là tụi em không thể nhìn được cái bản nhạc á, nên là cứ mỗi bài là mình đều phải đánh và học thuộc, bởi vậy cần trí nhớ rất là cao. Mơ ước của em trong tương lai là có thể chỉ bảo lại cho các bạn đồng cảnh ngộ với em về môn đàn tranh này. Ngày cuối cùng của đại hội là một buổi hòa nhạc.
hàng chục dụng cụ âm nhạc từ khắp mọi miền đất nước cùng xướng lên trong sự xúc động của mọi người. Ban tổ chức cho biết đại hội lần thứ 5 năm 2019 sẽ được tổ chức tại Nam Cali, Hoa Kỳ. Từ Paris, Trường An, tương trình cho đài SPTN.